xin kính chào quý anh chị em đang theo dõi chương trình mua bán ô tô xe hơi. Thì em là Việt Đức, đại diện bán hàng của showroom ô tô Việt Dũng có địa chỉ tại số 31 Lê Văn Lương, thành phố Hà Nội. Thì ngày hôm nay em Việt Đức xin giới thiệu đến quý anh chị những mẫu xe hiện đang có mặt tại cửa hàng Việt Dũng ô tô chúng em. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu chú Cadillac Escalade sản xuất vào năm 2007 này đầu tiên. Thì chiếc xe này sở hữu ngoại thất màu đen rất là đậm chất phong cách Mỹ, mạnh mẽ, khối động cơ Hemi 6.2 lít. Thì cái khối động cơ này nó cũng đã là một trong những khối động cơ huyền thoại của nước Mỹ rồi. Nó được sử dụng trên rất nhiều các mẫu xe, và đặc biệt nó ở trên mẫu Cadillac này thì nó là huyền thoại luôn ạ. Thì xe sở hữu ngoại thất màu đen, nội thất là màu da bò. Số km đã chạy của chiếc xe là zin 100%, là chỉ có hơn 8 vạn km thôi, 9 vạn km đó. Và chiếc xe này đang được Việt Dũng Auto bán với mức giá là 720 triệu đồng đến quý anh chị. Mẫu xe tiếp theo em xin được giới thiệu đến quý anh chị thì đây là chiếc FZ Cruiser Toyota. Chiếc xe này thì em đã có một clip nhỏ giới thiệu đến mẫu xe này đến với quý anh chị rồi. Thì mẫu xe này của em nguyên cái phần nâng cấp đồ chơi của cho chiếc xe, nó có giá trị đến hơn 600 triệu đồng. Và đây có lẽ là chiếc Toyota FZ được độ nhiều nhất Việt Nam và độ đẹp nhất Việt Nam, keng nhất Việt Nam. Chiếc xe này đang được em bán với mức giá là 1,6 tỷ đồng. Nó là một trong những chiếc xe siêu hiếm tại thị trường Việt Nam. Cả Việt Nam mình chỉ có khoảng tầm 40 đến 50 mẫu chiếc xe này thôi. Và để độ đẹp như thế này thì chắc là chỉ đây có lẽ là một chiếc xe duy nhất. Xe được sản xuất vào năm 2010, sở hữu màu ngoại thất là màu cam hồng, nội thất là màu đen. Quý anh chị nào có yêu chiếc xe này, thích chiếc xe này, thích sự độc lạ thì cứ liên hệ với em sẽ giới thiệu kỹ càng hơn mẫu xe này đến quý anh chị. Mẫu xe tiếp theo em xin được giới thiệu đến quý anh chị, đây là chiếc Bentley Continental GT. Chiếc xe này thì em vẫn chưa bán được tại vì là em đang làm thủ tục hoàn thành giấy tờ cho mẫu xe này. Một cặp SUV chứ danh rồi. Đây là chiếc Porsche Cayenne. Chiếc xe này được sản xuất vào năm 2001, sở hữu ngoại thất màu đen cũng như là nội thất cũng là màu đen, keng hết hoàn toàn, odo hơn 6 vạn km, zin 100%. Xe thì sở hữu biển số khủng. Quý anh chị nào thích chiếc xe này, thích biển số này, có thể hoàn toàn có thể ủy quyền và đi được trong thời gian dài hạn. Vì thật sự thì anh chủ xe cũ của chiếc xe cũng là một người rất là thân với em. Và cái biển số này thì anh ấy sở hữu cũng rất là nhiều biển số đẹp. Anh ấy chia sẻ biển số này đến cho vị khách hàng tiếp theo hoàn toàn bình thường. Chỉ có cái là về pháp luật thì mình không thể sang tên biển số này được thôi. Nhưng mà chúng ta có thể ủy quyền cái biển số này và để đi lâu dài thì em đảm bảo là được ạ. Mức giá, em quên mất em chưa báo mức giá. Thì mức giá để mà sở hữu mẫu xe này hiện giờ Việt Dũng đang bán là 1 tỷ 100 triệu đồng. Tất nhiên giá có thương lượng, và thương lượng đến đâu thì còn tùy vào cái độ nhiệt huyết yêu thích của quý anh chị. Quý anh chị chỉ cần thích thôi, đã thích rồi thì bọn em lợi nhuận chỉ một chút chút thôi là bọn em sẵn sàng cho lên đường để có được cái vị khách yêu thương chiếc xe này, và cũng là bọn em cũng sẽ có một cái tệp khách hàng cho bản thân mình. Mẫu xe tiếp theo em xin được giới thiệu đến quý anh chị, đây là chiếc BMW X6. Chiếc xe này sở hữu ngoại thất màu đen và nội thất là màu kem. Phiên bản này là phiên bản rất là đặc biệt ở cái thời điểm đấy luôn. Vì sao ạ? Tại vì là cái thời điểm năm 2008 ấy, đa phần những mẫu xe X6 về Việt Nam nó là phiên bản base. Nó không có rất ít xe mà để mà có ghế Boeing này, xong rồi cửa nóc này, hai màn hình phụ phía đằng sau này, có công cơ, có rất nhiều option so với ở bản base. Thì chiếc xe này hội tụ đủ cả. Odo cũng rất là đẹp, hơn 8 vạn km. Và em cam kết nhé, tất cả những mẫu xe tại cửa hàng Việt Dũng Auto chúng em 100% là odo zin 100% ạ. Quý anh chị hoàn toàn có thể cắm máy và check odo có quay công quay cước thế nào, nhưng mà chỉ cần là quay cắm máy phát là ra luôn. Xe Đức nó là một điều đặc biệt, nó là như thế. Chiếc xe này đang được Việt Dũng Auto bán với mức giá là 480 triệu đồng cho mẫu xe này. Rất dễ để chơi, thật sự luôn. Mà khấu hao thì nó cũng đã hết rồi. Quý anh chị mua về đi 1-2 năm thoải mái, lỗ rất nhẹ thôi. Đôi khi cái mức độ lỗ của nó cũng chỉ tương đương với những mẫu xe Nhật, xe Hàn đời cao. Mẫu xe tiếp theo em xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là chiếc Fiat 500. Đây để em mở rộng cái bỏ cái này ra để quý anh chị nhìn thấy cái vẻ đẹp của chiếc xe. Thì xe này đã được nâng cấp
phần ngoại thất lên form Abarth rồi đó, và sở hữu ngoại thất màu trắng mix với cả nóc xanh. Phần nội thất bên trong thì là màu kem mix với cả màu đỏ, khá là nữ tính. Thì chiếc xe này thì nếu mà anh chị em nào mà yêu thích hoặc là bà xã mình thích thì cứ liên hệ với em. Mức giá rất là dễ chịu để quý anh chị có thể sở hữu thôi, chỉ hơn 300 triệu là quý anh chị có thể có một chiếc xe độc, đi ngoài đường ai cũng ngắm, ai cũng nhìn rồi. Chiếc này là chiếc Bentley Continental Flying Spur. Chiếc xe này được sản xuất vào năm 2011, một trong những chiếc xe hiếm trên thị trường mà đời 11 đấy ạ. Thì xe em đang làm spa đẹp đẽ rồi, mức giá chỉ có hơn 2 tỷ thôi là quý anh chị đã có thể sở hữu mẫu xe này rồi. Thì hôm trước em cũng có nói chuyện là em bảo là chiếc xe này em đã tìm được người thương, nhưng anh chủ thì cũng có một chút công việc cho nên là cũng đang muốn đổi sang chiếc Bentley 208 của em. Thì nay trao duyên lại chiếc xe này đến quý anh chị ạ. Mẫu xe tiếp theo em xin được giới thiệu đến quý anh chị, đây là chiếc Range Rover phiên bản Sport, phiên bản HSE, nó gọi là phiên bản thùng to đấy ạ. Sản xuất vào năm 2010. Xe thì được đăng ký biển số thành phố Hà Nội. Biển cũng khá là đẹp luôn, không có số xấu, 369 đó, tiến đều. Biển cũng rất là ok luôn. Thì mẫu xe này là hơn 10 vạn km, sở hữu ngoại thất màu trắng, nội thất màu da bò. Đây là một trong những cái màu nội ngoại thất mà rất rất nhiều người thích luôn. Em thấy là như thế. Thì chiếc xe này cũng vậy, nó một trong những chiếc xe đẹp và rất nhiều người thích. Mức giá bây giờ để sở hữu chiếc xe này rất là hợp lý, chỉ có đến 700 triệu đồng thôi, chưa đến 700 triệu đồng. Nếu quý anh chị nào yêu, em sẵn sàng em bán với cái mức giá đấy đến cho quý anh chị. Đó. Số km đã chạy là hơn 8 vạn km. Thì ngay đây, hôm nay có một chiếc này mẹc cái nữa, em cũng mới về. Ông anh em đang đi. Đây là chiếc mẹc E-Class, xe rất đẹp luôn. Anh ơi cho em xin mượn cái nội thất mượn chìa khóa em giới thiệu đến khách hàng. Đó, thì chiếc này là chiếc mẹc em xin. Mẹc E350, sản xuất vào năm 2011, sản xuất như 2011, xe chính chủ đang đi. Đó. Đi rất ít, xe chỉ có hơn 6 vạn 7 vạn cây thôi. Sở hữu ngoại thất màu xanh. Cái màu này nhé là nó đang bẩn thôi. Màu này là đang đi ngoài đường mà mấy hôm nay Hà Nội thì mưa phùn bụi bẩn rất là nhiều cho nên là cái màu xe nó đang không được đẹp. Màu xe này nếu mà quý anh chị, em sẽ có một clip rửa sạch sẽ chiếc xe này để giới thiệu đến quý anh chị. Xe chính chủ đang đi luôn, quý anh chị gặp trực tiếp. Nội thất này, em khẳng định để mà một chiếc mặt E350 đời này thì đây là một trong những cái mẫu xe hiếm trên thị trường mà ghế zin hoàn toàn, hiện trạng không có một lỗi lầm, đi mượt mà, chạy sướng lắm, vừa tiền, chỉ có hơn 500 triệu thôi là quý anh chị có thể sở hữu cho mình chiếc xe này rồi. Đó, thì hôm nay em đã giới thiệu những mẫu xe hiện đang có mặt tại cửa hàng Việt Dũng Ô tô chúng em. Hy vọng rằng có duyên, anh chị cứ thích đã, xong rồi có duyên với cửa hàng Việt Dũng Ô tô chúng em thì anh chị sẽ có được những mẫu xe ưng ý. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi chương trình và em xin chúc quý anh chị có một ngày tốt lành ạ.